Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại kênh YouTube của Xe Đẹp 88. Em là Trọng Xe Đẹp đây. Thì ngày hôm nay thì em mang đến cho các bác một cái mẫu xe, dòng xe Kia K125 đời 2015 các bác nhé. K125 đời 2015. Xe tải trọng là 1,25 tấn đủ, cùng giá là 3,25 m, trang bị đầy đủ điều hòa cũng như là lót sàn rồi. Và xe thì cam kết cho bác là không được va chạm gì cả các bác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến chi tiết của xe này. Về đầu tiên về tổng thành cabin này, cabin gần như là sơn zin cả xe các bác nhé, gần như là sơn zin cả xe. Có một số chỗ chấm tỉa lại không đáng kể đâu. Đấy, từ sơn zin rồi cái ba đầu sốc này. Đây, ba đầu sốc đây và sơn zin nhé. Sơn zin ba đầu sốc này. Đấy. Đó, toàn bộ phần tem này, những cái chữ dán này, đấy cho mà sơn này nó còn rất là lì. Đấy, rất là lì và đẹp. Đó. Đấy. Tiếp theo chúng ta cùng kiểm tra xem chiếc xe này những cái kính kia cánh cửa như nào. Đây chúng ta cùng kiểm tra cánh cửa nhá. Toàn bộ phần sơn cánh cửa còn zin này. Đấy, zin này, keo chỉ còn zin này. Đây. Keo chỉ zin nhá các bác nhá. Đó. Tiếp tới là cái phần đinh bấm. Đây. Đinh bấm vào thế. Đây. Đinh bấm nguyên này, nguyên đinh bấm này. Đó. Đây, nguyên đinh bấm các bác nha. Đấy, cái ở mép nối còn nguyên này. Đấy, xe thì cam kết đảm bảo cho bác không đụng va chạm gì. Sơn thì có bắn tỉa qua một số chỗ nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là sơn zin. Đó. Đó. Tiếp tới là toàn bộ phần cánh cửa thì chúng ta có thể thấy đây, cái mác kính của nó còn nguyên nhá. Mã kính 2014 này. Đây. Mã kính 2014. Những cái mẫu xe dòng xe K165 là hành khẩu ca, những cái mẫu xe dòng xe Kia thì nó sản xuất kính theo lô, nên là hết đời này, hết loạt lô này thì nó mới sản xuất được khác. Nên là đời 2015 mà cái lô kính 24 là chuyển rất là đúng qua nhá, rất đúng luôn. Đấy. Hết lô 24 thì nó sẽ mới chuyển sang làm lô 25. Đó. Tiếp tới chúng ta cùng đến với cả phần nội thất đây, thì nội thất thì ghế đã được bọc da rồi. Ghế đã được bọc da rồi các nhá. Chân thì chân đỉnh nguyên bản thôi. Ghế đã được bọc da, chân đỉnh nguyên bản. Đó. Cái xe này vừa về đây gần như chưa có dọn rửa gì nhiều. Đấy. Tiếp theo về phần trần, toàn bộ phần trần đây rất là sạch sẽ này. Chưa có dấu hiệu của mốc nước gì cả nhé. Đấy. Toàn bộ phần che nắng này, chắn nắng này. Đó, chắn nắng này. Đó. Ok. Với một cái mẫu xe đi nó êm ái như xe con. Chạy khoảng tầm 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây. Tải khoảng tầm các bác có thể tải khoảng tầm 2 tấn, 2 tấn rưỡi đổ lại, nó khá là ok, thì đây là một sự lựa chọn đáng để các bác lưu tâm nhá. Điều hòa thì đầy đủ các nhá, đầy đủ điều hòa này. Đấy, thì em sẽ kiểm tra xem đây là điều hòa công ty hay điều hòa nước ngoài. Nếu như là điều hòa công ty thì nó sẽ được mát hơn so với là điều hòa nước ngoài các nhá, mát hơn nhiều so với nước ngoài. Đấy, đầy đủ này. Điều hòa này, đài FM sử dụng em nghĩ vẫn tương đối tốt nhá. Kiểm tra xem. Đây, đài FM thì điều hòa thì ok. Nào giờ thì lấy được gãy rồi cả, không không tay cả rồi. Điều hòa vẫn mát nha, vẫn là mát nha. Đó. Ok. Đó. Đấy em thì vẫn hoạt động tốt nhá. Đấy em vẫn hoạt tốt. Đó. Ok. Cơ bản vậy thôi. Tiếp tới là toàn bộ phần hộp nhựa này, toàn bộ hộp đầy đồ này đều hoạt động tốt nhá. Hộp đầy đồ vẫn hoạt động sử dụng bình thường. Đó, hoạt động sử dụng bình thường. Đấy. Về cơ bản những chức năng cơ bản của chiếc xe đáp ứng tốt cái nhu cầu của các bác. Toàn bộ phần tắp bị cửa toàn bản thân toa lô này rất là sạch sẽ luôn, chưa có bị phơi bị bạc quá là nhiều. Đó. Tiếp theo thì chúng ta cùng kiểm tra phần cánh cửa nhé. Đây, phần cánh cửa đây. Cánh cửa thì như chấm bàn chấm sơn bảo hành còn nguyên này, chấm sơn bảo hành còn nguyên này. Toàn bộ phần bậc lên xuống này chưa có dấu hiệu của việc mọt gì cả. Tí một xíu nữa em sẽ lật cái phần cabin lên thì chúng ta cùng kiểm tra toàn bộ phần cua lốp coi nhá. Đấy. Xe thì nguyên bản, xe thì cam kết không được va chạm gì. Đấy. Tiếp tới toàn bộ phần gáy cabin này. Đây, phần gáy cabin này. Đúng vậy. Đó. Rất là nguyên bản. Phần bên lái như nào thì bên phụ kiểm tra tương tự như vậy nhá. Bên chịu kiểm tra tương tự như vậy. Bên kia thì em cũng kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Đấy, tiếp theo là toàn bộ phần đinh bấm thành thùng này.
đấy. Một phần đinh bấm cái bửng thành thùng bên này, bên lái này, thì những vật chấm sơn bảo hành còn nguyên này. Xe thì có sơn màu trắng thì cái xe thì có bán tỉa lại các bác nhá, có bán tỉa lại rồi. Đó. Toàn bộ phần thùng đây. Thùng inox rồi. Thành thùng inox rồi các bác nhá. Đó. Tiếp tới ngó xuống phía dưới thì chúng ta có thể thấy là cái phần sàn này chưa dọn rửa gì cả, nó vẫn còn nguyên này. Nhưng có thể thấy chưa thấy một chút mối mọt nào nhá. Chưa thấy một chút mọt nào cả. Han thì han gì thì không tránh khỏi rồi, sắt nó là sắt mà. Cũng 7 năm rồi. Đấy. Toàn bộ phần cầu số này. Cầu số có thể thấy là những chấm sơn bảo hành còn nguyên này. Cầu số cũng nguyên bản các bác nhá. Cầu số vẫn nguyên bản nhá. Đó. Đây là em đang ủ dầu để cho tránh han gì thôi. Em vừa rửa con nước này phải ủ dầu cho tránh han gì thôi. Không ảnh hưởng gì đâu nhá. Đó, một phần gầm này. Đó. Lốp đai còn tương đối, lốp đai còn tương đối thôi. Một mẫu xe đẹp. Mẫu xe đẹp đời 2015. Đó. Hồ sơ cầm tay rồi nên các bác về mua về có thể là ra tiền rất là nhanh chóng thôi các bác nhá. Đó. Tới thì toàn bộ phần bửng nít đây. Đấy, toàn phần bửng nít nó rất là vuông vắn luôn, nó chưa có dấu hiệu của việc móp gì cả nhá. Này, chưa có gì móp nào cả. Này. Rất là vuông vắn. Đây, rất là vuông vắn nhá. Toàn bộ phần bửng nít này. Đó. Toàn bộ phần thành thùng cái bửng mở thành cũng vậy. Đây, một thành đây. Đấy. Bây giờ mở ra. Chiếc xe này thì bên dưới là một lớp sàn sóng, bên trên thì đã được lót sàn tôn rồi và các cái bửng này thì những bửng thông này thì chưa có lót các bác nhá, chưa có lót. Đó. Bên ngoài thành thùng đây, cái bửng thành thì lót inox rồi. Bên dưới là sàn sóng, trên là sàn tôn. Đấy, có hai lớp sàn. Đấy, bạt biết thì còn tương đối các bác nhá, bạt tương đối nó hơi bẩn đi thôi. Bạt vẫn còn tương đối nhá. Tương đối là đều. Ok. Bây giờ thì em sẽ cùng lật máy lên để kiểm tra chi tiết hơn về cái máy móc của chiếc xe này các bác nhá. Đấy. Đây đèn đi còn rất là sáng này. Đèn còn rất là sáng. Đó, đẹp vẫn sáng, rất sáng luôn. Nói chung là một mẫu xe nguyên bản các bác nhá. Đấy, một mẫu xe nguyên bản. Toàn bộ phần để thùng dầu này, thùng nguyên liệu này, đây sàn sóng này, rất là đẹp. Đấy, cơ bản là rất là đẹp luôn. Đó. Bây giờ em sẽ lật phần máy lên thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái phần đó nhá. Trước khi kiểm tra phần máy, chúng ta cùng kiểm tra thêm cái phần bên cánh cửa phụ đây. Nhớ kiểm tra chia sẻ luôn. Đây. Đấy cũng nguyên bản, cái mã kính 214 này, đây 214 này. Đấy. Toàn bộ phần keo chỉ nguyên bản hết này. Đây toàn bộ keo chỉ nguyên bản này. Đó. Toàn bộ phần đây, toàn bộ phần đinh bấm đây. Đấy, toàn bộ phần đinh bấm đây, nó hơi bẩn đi thôi, nhưng vẫn còn nguyên bản hết nhá. Vẫn còn nguyên bản này. Đó. Ok. Xe chỉ đảm bảo cam kết cho các bác này. Đó. Ok, thì vừa rồi đó là một cái video chia sẻ về tổng thành, nội thất, cabin cũng như là thành thùng của chiếc xe này. Bây giờ em sẽ lật máy lên, chúng ta cùng kiểm tra kỹ lưỡng hơn về phần máy và phần cốt lốp xem nó đã bị han gì hay mọt hay chưa, xem máy đã ra chưa qua nhé. Đó. Đó, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra về phần cốt lốp cũng như là phần máy của chiếc xe này. Đây toàn bộ cốt lốp đây, chưa có một chút mọt gì cả các bác nhá, chưa một chút mọt nào cả. Đấy. Nó rất đều và đẹp. Toàn bộ phần chống nóng chống ồn cũng vậy. Chống nóng chống ồn đây. Đấy, phải tổng thành màu xe rất là đẹp xe các bác nhá. Đấy. Từ phần cốt lốp chưa mọt gì cả này. Lốp lát thì còn rất là đẹp. Lốp lát còn tương đối là đẹp các bác nhá. Đó còn tầm 80%. Còn 80%. Đó. Tiếp tới chúng ta cùng kiểm tra phần điều hòa thì điều hòa công ty các bác nhá. Điều hòa công ty rồi. Đây toàn bộ phần điều hòa công ty rồi này. Đấy, điều hòa công ty rồi các bác nhá. Đó. Điều hòa công ty thì nó sẽ mát hơn, mát sâu hơn so với cả điều hòa thường. Và các bác thấy đây, toàn bộ cái phần chấm sơn bảo hành tới những phần bửng cái phần lưng lên này, đấy, những con ốc này. Cái bu lông này, con ốc này. Đó, chấm sơn bảo hành còn nguyên các bác nhá. Đấy. Tiếp tới cùng kiểm tra phần máy này. Máy thì đây máy vẫn nguyên bản. Đấy, máy vẫn nguyên bản các bác nhá. Máy vẫn nguyên bản luôn, chưa ra. Tem cờ còn nguyên đây. Đây còn nguyên tem cờ đây các bác nhá. Đấy, máy vẫn nguyên bản. Xe cam kết cho bác luôn. Phần bơm, màu bơm rất là đẹp và đều. Đấy, màu bơm ánh lên độ bảy màu các bác nhá. Rất đẹp và đều luôn. Đấy. Chiếc xe này là em đang ủ dầu chứ không phải nó ra dầu đâu nhá. Đang ủ dầu để cho nó bớt tránh han gì thôi. Đó, một chiếc xe cam kết cho bác được. Đấy. Toàn bộ phần cái thùng đây cũng chưa có bị móp méo gì cả. Rất là nguyên bản luôn. Đó. Ok, vừa rồi đó là một cái video chia sẻ chi tiết về cái mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2015, trang bị đầy đủ điều hòa cũng như lót sàn rồi. Và với cái mức giá thì các bác có thể trực tiếp liên hệ em qua số điện thoại được ghi trên màn hình, đó chính là 0975 180 77 và 0981 188 765 để có thêm những cái hình ảnh, thông tin và cái mức giá tốt nhất. Em là Trọng Xe Đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá chi tiết dòng xe Kia Olin ở những video lần sau.